Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HD Game HD. Mình là Son, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và Son cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn có một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và hôm nay trong clip này Son sẽ đi vào nhận quà thung lũng nha các bạn. Rồi, thì thung lũng nó cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi. Thì hiện tại công việc của Son rất là bận cho nên Son không có chạy được với lại hai cái đầu heo ở trong thung lũng của Son, cũng không có làm luôn, không có test được luôn và trong bỏ luôn, không có thời gian để làm. Và hiện tại Son có mỗi cái là Son chạy cũng được 1.000 đó bạn. Thì mùa này á Son sẽ không có nhận cái này ha. Các bạn muốn nhận cái này, các bạn muốn xem này thì bạn qua nhà ông Get, bên nhà ông Get thì sẽ có. Thì cho nên thôi mùa này Son không có review, bên nhà ông Get có rồi. Thì các bạn nào muốn biết nó đẹp hay xấu qua nhà ông Get xem. Còn hôm nay Son sẽ dùng những huy hiệu này để Son lấy những cái giấy phép mở rộng ha các bạn. Đó, nếu còn thừa nữa thì Son sẽ lấy mảnh ghép, còn thừa nữa Son sẽ lấy bộ tăng cường ha. Chắc Son nghĩ lấy ba cái giấy phép mở rộng là hết rồi các bạn ơi ha. Rồi, 1 2 3. Rồi thì Son lấy ba giấy phép mở rộng là hết cái lấy được nữa rồi. Thì Son lấy thêm cưa nữa các bạn ơi. Bây giờ á, nếu mà không có lấy là không có thoát ra được nha các bạn ha. Nó bắt mình phải dùng đó. Bây giờ bạn muốn thoát ra bạn thoát không có được đây các bạn ha. Đó, bạn nó bắt mình phải khui ống heo để tiếp tục đổi hết những phần quà này. Vừa qua có rất là nhiều bạn lâu lâu mới chơi và quà lại thì không có tham gia được và không có biết cái cách để thoát. Rồi, và khi mà các bạn như thế này á, bạn không thoát ra được á, thì các bạn kiểm tra đó, kiểm tra những cái huy hiệu của mình xem coi nó còn đổi được cái gì không, thì bạn hãy đổi hết ha. Rồi thì các bạn hãy đổi hết thì nó mới cho bằng rời thung lũng nha. Đó, như vậy mình mới rời được thung lũng các bạn. Đó, rời thung lũng ha. Đó thì Son được tất tần tật là 16 giấy phép mở rộng các bạn. Đó thì bây giờ á, mục tiêu của Son chơi á, là để mở hết lô đất bên đây. Thì muốn mở lô đất bên đây á, thì mình phải săn giấy phép mở rộng. Thì các bạn muốn săn được cái giấy phép mở rộng á, thì các bạn phải chịu khó tham gia đua ngựa ha, và tham gia thung lũng vào test cái đầu heo ở trong cái thung lũng á. Đó, và cái mùa này là Son không có test được hai cái đầu heo, ít nhất cũng phải được 5 cái cuộn nơ hoặc là 4 cuộn nơ mà Son không có test được, mất hết 4 cuộn nơ rất là phí các bạn. Và đua ngựa đó các bạn, thì những cái mảnh ghép này nó sẽ xuất hiện ở trong các bạn. Son được hai cuộn nơ nè ha, nó sẽ xuất hiện ở trong móng ngựa này. Thì hai cuộn nơ này là full rồi. Nếu bạn không có, nếu những cái móng ngựa của bạn không có cuộn nơ á, thì các bạn phải dùng 5 kim cương 16 lại. Mà bạn muốn 6 thì bạn phải test nha bạn, chứ bạn 6 vậy mất kim cương phí lắm. Thì tắt wifi, mình tắt wifi rồi mình tiến hành mình 6 ha. Rồi đây mình bây giờ á, các bạn sẽ cùng Son qua nhà ông Get review cái, chắc đa số ai cũng biết hết rồi ha. Trời, mạng lắc quá trời luôn các bạn ơi. Rồi đây nhà ông Get cái đây các bạn ha. Thật sự cái tháp này á thì sao thấy nó không có đẹp các bạn ơi. Các bạn mà để vô trang trí nó không có hợp với nào hết trơn á ha, nó không có hợp với cái khung cảnh mình trang trí đâu. Mình lấy để làm hàng độc quyền, hàng độc lạ mình sưu tầm á, thì các bạn lấy ha. Còn thôi các bạn lấy 30 kim cương bạn mua cái khác hay hơn, còn lấy 30 kim cương bạn mua cái bạn lấy 30 kim cương bạn mua cái này nè các bạn, để qua một kim cương ha. Cái đó là cái ý kiến của Son nha, còn các bạn thích thì các bạn lấy nha các bạn. Bạn lấy 30 kim cương bạn mua cái nhà đâu người ta, cái ngôi nhà mà 30 kim cương các bạn, cái túp liều á, ở đâu ta, đây nè, nhà không mát này. Đó, bạn lấy 30 kim cương
bạn đổi cái ngôi nhà không mát này nó còn đẹp hơn cái đó nữa. Cái đó nó chỉ độc lạ và nó độc quyền thôi ha. Thì cái đó là cái góp ý về cái ý kiến cá nhân của Sơn ha. Còn mỗi người một có mỗi sở thích, thì các bạn thích cái nào các bạn lấy cái đó ha. Rồi thì Sơn sẽ quay cái vòng quay may mắn này xem. Wow, nó tặng cho một bó hoa các bạn ơi. Một bộ tăng cường. Trời ơi, xóa bộ này. Xóa bộ này luôn. Các bạn thấy không? Sơn có một bộ full sao ha. Quá ngon. Sơn để đó. Thôi. Quá đã. Rất là may mắn luôn các bạn. Mở được hộp 5 kim cương luôn. Rồi, công nhận hôm nay Sơn may mắn thiệt các bạn ơi. Mấy cái ghế này giờ Sơn không biết trang trí sao luôn các bạn. Nó không có hợp gu với hiện tại là cái farm của Sơn nó không có hợp với cái chỗ nào để cái ghế đó vô á. Thì Sơn cũng không biết trang trí nó làm sao nữa. Các bạn thấy hậu quả của X3 kinh nghiệm chạy xe chứ các bạn. Giờ tan nát cái kho hết trơn rồi. Giờ chúng biết bắt đầu trồng cái gì nữa. Trồng cái này trước đi ha. Mình trồng, mình khôi phục từ từ lại ha. Các bạn chơi Noel có vui không các bạn? Thì hiện tại những cái bạn bạn nào mà có bên đạo ha, là hôm nay là ngày 25 mà các bạn, ngày kiên việt. Hôm nay là ngày kiên việt các bạn, là đa số ở những cái bạn ở bên Đồng Nai á, là được công ty đi làm công ty các bạn, là ngày 25. Là đa số là những công ty cho nghỉ, tại vì bên Đồng Nai á, là một công ty đa số 90% là những bạn bên đạo á làm ha. Cho nên là những bạn nào ở Đồng Nai ở làm những ở công ty ở bên Đồng Nai thì đa số là được nghỉ, công ty cho nghỉ ha. Rồi thì hôm nay sâu mạng nó lắc dữ rồi trời. Hiện tại chỗ Sơn đang mưa các bạn. Sau khoảng một tháng quay lại đây các bạn, cái lúc 2D làm chủ đề 2D không ai xem hết trơn trời. Chắc đa số các bạn đi làm lại hoặc các bạn chuẩn bị đi thi đúng không, cho nên hút thời gian để xem. Sơn làm mà đăng không có lượt xem các bạn ơi. Rồi bây giờ á, chúng ta sẽ đi phục vụ mấy cái khách này ha, để bước qua thứ ba mình làm đua ngựa nữa bạn. Đó thì Sơn sẽ đuổi hết nha, đuổi sạch. Đuổi sạch, đưa đi hết đó. Trời ơi, bó tay rồi, thất bại. Được có được có 5 người à. Có nhiều bạn hỏi Sơn là cái này nè lấy ở đâu và để làm gì, thì cái này là mình săn ngọc tai các bạn. Nó cũng như là con ngọc trai á, nhưng mà cái này á nó là cái mỏ neo nè, với lại cái khẩu súng nè, là mình bắt ở trong đây với cái này là cái gì bữa Sơn đọc mà Sơn quên luôn rồi. 1 2 3 là cái này mình test ở trong ao cá ha, nó có ha, mấy cái này nè, đó ba cái này nó mỏ neo nè, có Sơn có cái này và cái này luôn, mà Sơn không có cái khổ pháo này thôi. Còn cái này như Sơn chưa có bạn, cái này Sơn chưa có, dạo này không có test ngọc trai nhiều. Lay xây mới đây Tết rồi các bạn, nhanh quá ha. Mới đây mà Sơn nhớ
mới còn cỡ chuồng tắm mưa tắm xong đây mà chớp mắt cái này là mình đã đứng tuổi rồi. Nhớ cái thời đó còn cỡ chuồng tắm mưa chạy lông nhông, bây giờ là đã đứng tuổi các bạn, nhanh quá, thời gian thấm thoát trôi, mới đây chớp mắt cái mà. Mới đây là chơi 5 năm 2D cũng được 5 năm rồi các bạn. 5 năm, gần 6 năm rồi. Các bạn chơi 2D được bao nhiêu lâu rồi các bạn? Hiện tại xong chơi cũng chắc cũng gần được 6 năm rồi đó. Tuổi thơ dữ dội của Sơn là các bạn biết là sao? Là cái thời tuổi thơ dữ dội của Son là cởi chuồng tắm mưa ha. Cái thời đó vui lắm các bạn. Hồi đó là ở xóm của Son á, trai gái rồi cỡ tuổi Son này ha, là nhỏ xíu à, hồi học cấp 1 các bạn. Là ở trần cái chuồng đi tắm mưa rồi nhảy xong á, nhảy mà lúc mà mình nhảy xuống xong rồi mình lội lên á là lỡ bờ thì bị mấy cái người lớn người ta chửi, mà người ta chửi có chửi, mình tắm cứ tắm, mình đâu có còn trẻ, mình đâu có biết sợ đâu bạn, không biết ngại nữa. Hồi đó đâu có biết gì đâu. Rồi xuống sông á, tắm rồi móc sình chọi nhau ha, rồi xong rồi tối lên chơi 5-10. Rồi các bạn hồi xưa á, xong nhớ xong mắc cười là còn nhỏ chơi với mấy anh chị lớn tuổi á các bạn, ngu ngơ lắm. Mà hồi xưa mấy anh chị các bạn mà biết cái trò chơi ma lon không đó, cái trò chơi ma lon á, thì nếu các bạn không có biết á thì bây giờ Son sẽ giải thích cái trò chơi ma lon cho các bạn ha. Ma lon là hồi xưa cứ mấy anh chị á lớn tuổi dụ các bạn, dụ chơi ma lon là lấy cái lon ra rồi có cái dĩa nè ha, rồi có kẹo, bánh kẹo để nó dĩa, rồi đốt nhang. Mà đốt nhang á, rồi mấy anh chị dụ nha, kêu là khi tao giấy điểm 1 hay 3 là cái lon nó dí theo ha, chạy là cái lon nó dí theo. Và mấy ông bà là mấy anh chị cũng lớn tuổi mình mà, thì hợp tác gài mấy đứa nít giống Son vậy nè. Mấy ông bà buộc cái sợi dây á, sợi chỉ vô cái lon ha, buộc cái sợi chỉ vô cái lon các bạn. Cái sự tích từ từ, sự tích ma lon như vậy nè, là mình khi mình có cái dĩa bánh dĩa kẹo đồ á thì mình giấy ha, mình đốt nhang mình giấy là 1-2-3 chạy là cái lon nó dí theo cái chân á đó. Nó ông bà mấy ông bà chị đó lấy sợi chỉ á, hồi nhỏ mà lấy sợi chỉ mà bạn ở tối nữa, tối mới chơi, buộc vô cái chân cái sợi chỉ nhỏ xíu mà các bạn đâu có biết đâu, mình đâu có biết cái gì, hồi đó mình ngu ngơ lắm các bạn đó. Mà ông bà giấy 1-2-3 cái 1-2-3 hô lên chạy đúng không, là ông bà buộc cái sợi chỉ vô cái lon rồi, cái 1-2-3 chạy súng vào chạy á, thì canh mà hồi nhỏ nhóc nhiều lắm, quê Sơn nhóc nhiều lắm, canh chạy cái lon, mỗi lần chạy á, cái lon nó giật nó giật theo á, nó chạy cái mấy ông bà cứ canh ngay mình dí á, kêu lon nó dí theo á, chạy hụt hơi á. Cái thời đó buổi tối nữa bạn, Sơn sợ quá, Sơn chạy mà Sơn nhảy xuống cái mương luôn. Cái mương các bạn, ở quê Sơn mương nước nhiều lắm. Cái mương á, chạy nhảy cái đụng dưới khóc, rồi khóc luôn. Mà đâu có biết đâu, là mấy ông bà không có nói luôn nha. Tí lớn lên á, lớn lên rồi đi làm về, rồi mấy ông bà mới tụ tập lại, là mấy ông bà hôm nay cũng 40-50 tuổi rồi, Sơn nay cũng 30 mấy rồi, mấy ông bà 40-50 tuổi rồi, về mới kể lại mà chọc quê. Trời ơi, từ hồi lớn lên nay cũng 30 mấy tuổi rồi mới biết cái vụ ma lon các bạn, chứ xưa bị mấy ông bà lừa. Kêu là cái lon á, mình giấy cái kiểu như là mấy buổi tối mới chơi được nha, thì mấy buổi tối mấy ông bà mới lừa mình được, bó tay thôi chứ. Thì chơi cầu cơ nữa, mấy bạn nào mà có biết chơi cầu cơ không, nói chung
cái tuổi sơ tuổi thơ sao hồi xưa bị mấy ông bà chị á lừa dữ lắm, lớn lên mới biết các bạn. Hồi xưa mấy bà chị á cứ rủ một đám nít vậy đó đi ra nghĩa địa cầu cơ các bạn đó, cái đó cái mà hồi xưa mình cứ ngu ngơ đâu biết đâu, mấy ông bà kêu đi theo là phải đem theo cái quần hình tam giác nha, thì nói vậy các bạn biết rồi, cái quần hình tam giác ha, đem theo một đứa là đem theo cái quần hình tam giác đó, quần bé bé hình tam giác ha, rồi đem theo cái chổi nữa, mà cái chổi quét nhà mà chổi cùng á đó, trời ơi bị mấy ông bả lừa mà cho tới lớn luôn mới biết là mấy ông bả lừa. Cầu cơ rồi đem theo cái đồng tiền nữa, hồi nhỏ chơi nhiều trò xong nói cũng bị mấy ông bà chị đầu độc rồi chơi cái trò con ma mặt đen nữa bạn, trời ơi là mấy ông bà dùng cái lọ của đít nồi các bạn, khi mình nấu củi bằng cái đít nồi á thì cái nồi á nó có cái khói nó bám lên, khi mà bạn nấu thiệt lâu á một tuần một tháng thì cái khói nó cái đó gọi là cái lọ bạn quẹt lên á, bạn tha lên cái mặt bạn thấy thui à, đó cái phìa mấy ông bả rủ lại đi chơi 50 các bạn ha, rủ lại đi chơi 50 toàn là chơi buổi tối không à, hồi nhỏ mà khoái chơi buổi tối các bạn đó, xong rồi mấy ông bả cũng rủ chơi 50 xong ha, cái mấy ông bả gài mình, mấy ông bả gài mình tán ha, cái mình chơi 50 xong mình đi núp mà một người là 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 các bạn, không biết các bạn mà hiện tại bây giờ các bạn có biết trò chơi 50 hay không, chứ thời son hồi xưa là chơi 50 nhiều lắm, cứ điểm 5, 10, 15, 20, 25, 30 mình quy định tới 100 hay là 200 gì mình ngừng, nếu mình ngừng xong á mà mình phát hiện ai thì người đó sẽ là người úp mặt vô cây và 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ha, là cái người đó tiếp tục là đi tìm những người khác đó, nó nhân cơ hội đó núp á đi núp thì cái người đi kiếm á là mấy bà chị á, bả tha cái mặt bả đen thui à, cái bả núp ngay bụi cây á, cái người đi kiếm các bạn thấy hù một cái đái quần là bữa đó chạy về là khóc mướt mà về là kiểu như về mát mẹ mà khóc mướt luôn á, hồi còn nhỏ mà khóc mà không ngủ được luôn, sợ ma, tại là toàn là bị mấy ông bà chị ở dưới quê á gài vô đó đó mà khoái các bạn, cái mấy bữa quên là chơi tiếp vậy đó, đó gọi tuổi thơ dữ dội á. Còn bây giờ đa số tuổi thơ dữ dội của mọi người là cái điện thoại vậy các bạn, tuổi thơ dữ dội bây giờ là như là Liên Quân nè, nói chung là toàn là ở trên game không à, chứ tuổi thơ dữ dội của Son đó vui lắm. Thời 8X, đa số thời 8X là có tuổi thơ ha, tại thời đó chưa có điện thoại phát triển, có điện thoại phát triển là những cái điện thoại Nokia 1202 đâu á, thì cái thời đó điện thoại phát triển nhiều, ủa không có phát triển, còn thời giờ là điện thoại phát triển các bạn ơi, cho nên các bạn không có tuổi thơ dữ dội đâu, chứ lại những bạn ở thành phố á, không có tuổi thơ dữ dội, như sau là ở vùng sâu xa là tuổi thơ dữ dội nhiều lắm. Ngay tổng thu hoạch mà hồi còn nhỏ chuyên gia rủ nhau một bầy đi tắm sông các bạn, đi tắm sông á là mình leo lên cây cầu á các bạn, mình nhảy xuống á, hồi xưa có dưới quê xong có một cái trường hợp bị mà ở xóm xong bị ở xóm khác á, thì có một trường hợp hy hữu nhưng mà có thiệt các bạn,
ở dưới sông á, thường thường người ta chặt cái cây lá, các bạn biết cây lá dưới sông không, mà không biết sao á, cái cây nó nổi đứng vậy nè, nó nổi đứng vậy mà người ta thường chặt xéo nhọn á, là từ trên cầu nhảy xuống á, là từ ở trên cầu cao lắm nha, nhảy xuống mà sao mà cái ông kia ông nhảy mà ông không, cái cây đó nó chọt vô hậu môn luôn các bạn, không lên luôn. Nó là ở cái xóm gần chỗ Son có một cái ông kia bự, chắc nay ông cũng lớn tuổi hơn Son, và nay ông cũng lớn rồi, hồi xưa là còn nhỏ mà mới có học cấp 1 các bạn, xưa học cấp 1 mà. Rồi sẵn đây hồi xưa có nhiều cái chơi ngu các bạn ơi, các bạn biết cái ná không, cái nặng khung á, ở chỗ sao gọi cái nặng khung, chỗ có chỗ gọi là cái ná các bạn ha, thì là tạo và ra quy định á, mỗi mỗi ná chỉ được làm 3 cộng khung thôi đó, rồi nắn đất tròn tròn như là chia phe ra hai bên bắn nhau các bạn thấy chơi ngu không, bắn mà tím thịt hết trơn luôn, chia ra ha, nút góc vừa chia thành hai đội ha, đội đội này với đội kia đó, một đội ở trần còn một một đội thì bọn quần ngắn vậy đó, chia hai đội bắn nhau ha, bắn mà có đứa túng mặt sưng ha, túng người bầm hết trơn à. Hồi xưa công nhận chuyên ngu chứ, lỡ túng con mắt cái thôi rồi luôn lỡ mà trúng con hồi xưa mà cũng nghĩ mà chuyện mà trúng con mắt nữa bạn, lỡ mà bắn trúng con mắt cái thôi rồi luôn á, là thành chọt luôn, thành cúp biển Caribe luôn. Mà hồi xưa không có bị, ba chơi nhiều cái trò ngu lắm mà không có bị gì hết trơn nhớ lại tới giờ nhớ lại á còn thấy còn ngu á, nhớ lại là sao hồi xưa mình chơi ngu dữ vậy ta, chơi mấy cái trò gì đâu mà ngu ngu không diễn tả được. Thôi các bạn, clip tâm sự chia sẻ về tuổi thơ dữ dội của Sơn đến đây cũng xin tạm dừng ha. Nếu các bạn mà yêu quý Sơn thì đừng quên để lại cho Sơn một like và một comment các bạn ơi. Hy vọng các bạn hãy giúp đỡ Sơn một cái like và một cái comment, nó rất là nhỏ nhưng mà đối với Sơn nó rất là lớn. Rồi thì các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ Sơn ha. Rồi thì clip của Sơn đây cũng xin tạm dừng, và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau ha. Máy các bạn.